Hello hello, xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Ba Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay Hưng sẽ review một khu nhà lầu đồng bộ thuộc trục đường Thạnh Xuân 22, nhánh đường của trục đường Tô Ngọc Vân. Ở đây thì vị trí rất đẹp, nằm gần với đường quốc lộ 1A nha, cách trục đường quốc lộ 1A xa lộ Hà Nội cách khoảng tầm 500m thôi, rất gần. Và chúng ta sẽ đến với một bộ đôi nhà phố với diện tích ngang 4, dài 20m, công nhận trong số là 80m2 một căn, và chào bán với giá là 4 tỷ 200 triệu đồng thôi, một giá vô cùng rẻ luôn. Đây thì bằng một lô đất ở quận Gò Vấp thôi. Và nhà thì xây kết cấu là 1 trệt 3 lầu, rất đẹp, full nội thất. Đấy, bộ đôi nhà được xem như là đẹp nhất của quận 12 vào những ngày giữa năm 2019 rồi. Khu nhà mình thì rất là cao cấp luôn. Đây, có đường lộ giới tới 8m cơ. Đường lộ giới 8m thông, được trồng rất nhiều cây xanh này. Khu nhà cực kỳ thoáng mát, gió thổi lồng lộng luôn, như đang ở bãi biển nha. Đây, và kính mời cả nhà cùng theo chân Hưng bước vào bên trong. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một bộ cửa cống bằng sắt. Bộ cống sắt sơn màu đen, làm nguyên khối, rất là chắc chắn và an ninh. Và di chuyển vào trong thì chúng ta sẽ có một khoảng gara đậu ô tô. Khoảng này thì dài khoảng tầm 4m rưỡi này. Chúng ta thoải mái đậu xe hơi từ 4, 5, 7 hoặc là xe bán tải, thoải mái luôn. Hai bên thì sẽ được gia chủ, một bên được trồng cây. Đấy, trồng cây xanh rất chi là đẹp mắt này. Một bộ đồ nhà phố cực kỳ hot vào những ngày tháng 9, mới qua lễ thôi, những ngày tháng 9, đầu tháng 9 năm 2019 nhé. Và chúng ta cùng theo chân Hưng bước vào bên trong khu phòng khách. Cửa vào là cửa sắt, kính cường lực, có rèm cửa. Nhà thì được bố trí full nội thất rồi. Chúng ta mua chỉ việc sắm thêm 4 cái máy lạnh và dọn chân sách vali về ở thôi. Sàn được ốp gạch bóng kính 80 nha, tặng một bộ sofa ở phòng khách này. Đấy, một mẫu nhà cực kỳ đẹp. Thì Hưng có review rất nhiều mẫu nhà ở quận 12 rồi. Thì theo Hưng thì đây là một căn nhà đẹp nhất ở quận 12 mà Hưng từng quay nha. Trần thạch cao này, đèn chiếu sáng. Bên này thì sẽ có rắn sánh tường, đèn led chiếu lung linh. Tặng một bộ sofa trị giá 15 triệu. Bên này thì chúng ta sẽ có kệ tivi, các loại tủ và kệ để đồ lưu niệm. Đấy, trên trần thạch cao mẫu rất là mới luôn. Ngang 4, dài 20m, công nhận 80m2 và đã có sổ hồng hoàn công năm 2019 nha. Nhà thì mới được xây xong mới có 2 tuần thôi. Và đây thì chính chủ gửi cho bá Hưng quay video. Với giá là 4 tỷ 200 triệu, hướng nhà là hướng Tây Nam, phù hợp với những quý hàng nào thuộc hướng là Tây Tứ Trạch. Và đây thì chúng ta có thể mua đầu tư được. Mua đầu tư rất là ok đấy. Hẻm trước nhà 8m, hẻm thông bàn cờ. Ở đây thì chúng ta di chuyển ra khu vực trục đường quốc lộ 1A khoảng tầm 500m. Và di chuyển sang Gò Vấp cũng rất là tiện. Chúng ta thẳng một mạch qua trục đường Thống Nhất là đến rồi. Rất gần, rất gần với quận Gò Vấp. Đây là khu vực cầu thang của nhà mình, sẽ được ốp đá hoa cương ở phía dưới, trụ và tay vịn là gỗ cam xe, làm lan can bằng sắt uốn hoa văn. Đây, nhà rất đẹp nha, dán sến tường này, trần thạch cao, đèn ăn này. Và cùng Hưng di chuyển vào bên trong khu vực phòng bếp, thì dưới chân cầu thang sẽ có một khu vực nhà vệ sinh. Đấy, rất rộng rãi nha. Một mẫu nhà thiết kế cực kỳ đẹp và sáng tạo ở quận 12.
Phòng bếp thì được làm cao bằng với phòng khách, rất dễ đi, và ốp gạch bóng kính 80 luôn. Tặng một bộ bàn ăn. Đây, chúng ta thấy này, đẹp quá. Có đẹp cho một căn nhà phố 4x20 thuộc trục đường Tô Hồng Vân, quận 12, sát bên với trục đường Thống Nhất, quận Gò Vấp. Tủ bếp làm bằng gỗ sồi. Đấy, được ốp đá hoa cương phía dưới, bên trên thì được ốp kính. Có đầy đủ thiết bị nhà bếp rồi. Chúng ta cũng có đầy đủ các công tắc điện. Có cửa sổ ra phía giếng trời, trừ một khoảng 1 mét giếng trời phía sau để chỗ cửa sổ phòng ra này, rất thoáng, và gió thì thổi bay cả những chậu cây dây leo luôn. Đấy, đây chúng ta cùng xem lại hướng tây nam, 4.2 tỷ thôi. Và cùng Hưng di chuyển lên khu vực bên trên lầu 1, phòng ngủ 1-2. Nhà thiết kế cực kỳ đẹp và đỉnh cao rồi. Và anh chị nào đang xem video thì hãy nhanh tay liên hệ đến nhà đất Bác Hưng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình, 0933 830 756. Hãy nhanh tay gọi cho Hưng để được Hưng tư vấn và hỗ trợ đi xem nhà nha. Nhà đã có sổ hồng rồi. Và đây là khu vực phòng số 1 ở lầu 1 này. Nhà này thì có 4 phòng ngủ, 5 toilet, có phòng giặt, phòng thờ, sân thượng phía trước, phía sau. Cửa vào phòng ngủ là cửa gỗ sồi, sồi mí nha. Chúng ta được bố trí full nội thất như là kệ tivi, tủ âm tường, giường và nệm, bàn trang điểm đầy đủ hết luôn. Rèm cửa này, rắn rến tường, rất đẹp, đẹp như một căn nhà ở quận Gò Vấp. Trên thì có trần thạch cao, mẫu thạch cao rất mới nha. Đây chúng ta cùng xem khu vực ban công được đúc 1,5 mét này. Đấy, khu này thì có 4 căn và đã bán được 2 căn rồi, còn 2 căn phía sau thôi. Và anh chị nào nhanh tay thì sẽ có 1 căn. Nếu nhanh tay, chậm tay thì không còn đâu. Nhà rất đẹp và giá cũng rẻ so với thị trường bất động sản quận 12 rồi. Giờ thị trường bất động sản quận 12 là thị trường hot nhất ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Rất hot. Ở đây thì mua bán trao đổi rất là nhiều. Văn phòng công chứng quận 12 khi nào cũng đông nghịt luôn. Toilet này, có vách kính này, ốp gạch lên gần hết tường. Và chúng ta sẽ được làm đầy đủ bồn rửa tay, bồn cầu, vòi tắm hoa sen và gương soi. Thiết bị nhà mình là hãng Inox. Đấy, rất cao cấp nha. Và chúng ta cùng sang thăm khu vực phòng số 2. Đây cũng bố trí đầy đủ nội thất như vậy. Sàn gạch bóng kính 60. Rất đẹp và đẳng cấp. Và đây là trục đường Thạnh Xuân 24, trục đường chính Tô Ngọc Vân. Ở đây thì rất gần với trường học, sát bên với trường cấp 2, cũng như là chợ Thạnh Xuân. Chúng ta di chuyển ra đường quốc lộ 1A thì khoảng 500m thôi. Và đi Gò Vấp thì sang trục đường Thống Nhất thì khoảng tầm 600m đi bộ. Đấy, phía sau này thì chúng ta vẫn có một khu vực nhà vệ sinh này. Đấy, đầy đủ nội thất rồi, thiếu 4 cái máy lạnh là ok. Và cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 2. Thì lầu 2 nhà mình cũng được bố trí như vậy thôi. Con hẻm trước nhà 8m thông bàn cờ, cực thoáng luôn. Hãy nhớ đăng ký kênh. Và anh chị nào đã đăng ký kênh rồi thì hãy ấn vào biểu tượng chuông để chúng ta dễ dàng xem video và lựa chọn nhà phố tốt hơn. Đấy, phòng ngủ số 3. Và phòng ngủ số 4. Trên này thì chưa có nội thất, bố trí có 2 phòng thôi. Và trên này là khu vực phòng giặt, phòng thờ, sân thượng phía trước, phía sau. Đây, phòng thờ thì cũng có cửa gỗ luôn. Đấy, làm rất là cao cấp rồi. Đây là phòng thờ này, cực rộng, rất rộng dài, có rèm cửa đầy đủ luôn. Nhà làm rất kỹ lưỡng, do một anh chàng kiến trúc sư trẻ
thiết kế với những mẫu nhà vô cùng sáng tạo và đẹp. Đây. Đấy, sân thượng phía trước. Này, chúng ta thấy khu dân cư nhà mình này. Trường Nhân Việt rất gần. Và khu phố nhà mình toàn bộ là nhà lầu. Trước nhà mình là một khu vực trồng cây nên là rất là thoáng và mát luôn. Ở đây thì chúng ta ở nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời, gió thổi lồng lộng cả ngày. Và nhà thì đã có sẵn bình nước nóng ở mặt trời rồi, chỉ việc về ở thôi. Chúng ta cùng xem khu vực phòng giặt. Đây, làm rất đẹp luôn, bố trí một thảm cỏ nhân tạo. Phòng giặt của nhà mình này có sẵn đường ống máy giặt rồi. Phía sau là khu vực sân thượng. Phía sau phơi đồ ở ngoài này. Đây, khu nhà lầu nhà mình rất nhiều căn nha, và bà cũng bán gần hết rồi, còn có mấy căn thôi. Và anh chị nào nhanh tay liên hệ thì sẽ còn một căn với giá ưu đãi nhất. Và video của bà Hưng đến đây là kết thúc rồi. Mọi người xem video hãy nhớ đăng ký kênh nha. Đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video để kênh YouTube Nhà Đất Bà Hưng được phát triển mạnh mẽ hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video lần sau. Xin chào.